Chào các bạn nhé. Bây giờ mình bôi nghệ lên nha. Rồi một lát mình chùi sạch cho các bạn xem. Ví dụ đây là da mặt nha các bạn. Khô nha các bạn. Chúng ta xé miếng bông gòn này. Đây là trường hợp mà các bạn lỡ bôi nghệ tươi rồi thì chúng ta áp dụng chùi bằng cách này. Có thể clip sau mình chia sẻ cho các bạn cách làm kem trộn với lại nghệ tươi dưỡng da mặt rất là đẹp luôn, mà khi chùi sạch thì cực dễ. Đây, chúng ta nhiễu oxy già 3% vào bông gòn. Các bạn thấy nó ra vàng khè luôn này. Chùi bằng oxy già xong, chúng ta lại xé miếng bông gòn là khô này. Các bạn chùi lại. Nếu mà chưa sạch á, chúng ta lại tiếp tục bôi oxy già lên. Rồi là xé miếng bông gòn khô chùi lại nó sẽ sạch thôi. Sạch luôn nha các bạn.